Bến Tre là quê hương thứ hai của mình. Mỗi lần về Bến Tre thì mình luôn có những điểm đến quen thuộc không bao giờ chán. Đó đơn giản là những con đường ven sông, những tiệm phở địa phương hay những dĩa cơm tấm xá xíu nóng hổi vào buổi sáng sớm. Về lại Bến Tre, mình còn được thưởng thức thêm cái nồi lẩu mắm đậm đà mà đối với mình, nó ngon hơn bất cứ nơi nào mà mình đã từng đặt chân tới. Và dù ít hay nhiều, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mình vẫn mong là những chia sẻ sắp tới đây sẽ hữu ích với mọi người. Và thân chào các bạn đã trở lại với Say Cooking and Sharing. Mình đang di chuyển trên cầu Rạch Miễu nằm cách Sài Gòn chừng 70 km và chỉ còn cách trung tâm thành phố Bến Tre chừng 10 km nữa thôi. Đoạn đường đi ngang cây cầu này, nhìn xuống phía dưới ở cả hai bên, chúng ta có thể bắt gặp những mảng xanh từ phía Cù Lao, vườn bưởi hay rừng dừa trải dài xuyên suốt đoạn đường từ ngoại thành vào tới khu vực trung tâm. Ngày trước khi mà nhắc tới Bến Tre thì gần như người ta chỉ liên tưởng tới dừa thôi các bạn. Nhưng Bến Tre ngày nay rất khác, đặc biệt là ở khu vực nội thành. Tốc độ đô thị hóa phải nói là rất nhanh, từ những con đường trải nhựa thênh thang, những khu công viên vui chơi có mảng xanh được quy hoạch đồng đều cho tới những tuyến phố ngân hàng với những công trình hiện đại được đặt ngay bên cạnh những di tích cổ xưa, phần nào đã tạo nên những nét tương phản tuyệt vời về những hình ảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Một địa điểm nữa mình cũng rất thích ra đây chơi vào mỗi buổi sáng hay chiều tối, đó chính là Hồ Trúc Giang, hay còn được gọi ngắn gọn là bờ hồ. Nói nôm na thì Hồ Trúc Giang đối với người Bến Tre cũng giống như Hồ Con Rùa đối với người Sài Gòn xưa, nhưng có diện tích lớn hơn, trong lành hơn và cũng được bày bán những món ăn vặt quen thuộc vào mỗi buổi tối. Bây giờ là gần 1 giờ và tụi mình đang trên đường đi ăn trưa. Món ăn hôm nay tụi mình chọn là lẩu mắm các bạn nha. Tiệm lẩu mắm này cũng có tên là Trúc Giang luôn. Bình thường thì mình chỉ mua mang về, nhưng hôm nay mình sẽ ăn tại quán để quay cho các bạn coi. Đối với người dân địa phương thì lẩu mắm Trúc Giang không có gì xa lạ, nhưng xét về mặt quảng bá du lịch thì quán ăn này cũng chưa được biết tới nhiều. Với không gian bình dân, bàn tròn ghế nhựa đậm chất miền Tây, vừa là nhà lại vừa là quán. Lúc tụi mình tới là đã quá giờ trưa rồi các bạn, quán không còn đông nên dễ lựa được chỗ ngồi ưng ý. Ở đây người ta bán lẩu mắm theo đầu người nha, mức giá khởi điểm là 230.000 cho 2 người, 3 người là 280, còn 4 người là 300. Một phần như vậy sẽ có lẩu, bún, rau, nước mắm và trà đá. Chén dĩa thì ngoài để ăn, quán còn có cho thêm một cái tô, một cái dĩa để đựng thịt cá và đồ bổi. Về miền Tây mà không ăn lẩu mắm thì quả thật là thiếu sót. Tuy là vẫn có sự khác biệt về cách nấu và một số ít nguyên liệu, nhưng tụ chung lại, cái ngon của lẩu mắm miền Tây vẫn là mùi mắm đặc trưng, kết hợp với cái chất ngọt từ hải sản và sự đa dạng trong các loại rau ăn kèm. Đó là rau nhút, rau lan, kèo nèo, mồng tơi, bông súng, bắp chuối, rau đắng và có cả cải thìa nữa các bạn. Tới giờ thì mình vẫn không tin được là nồi lẩu này dành cho 2 người nha. Có rất nhiều nguyên liệu như tôm, cá, thịt ba rọi, bạch tuộc, bò viên. Ngoài ra còn có cà tím, khổ qua đã được cho sẵn vào bên trong. Khi vớt topping lên thì mình sẽ nghe được cái hương thơm của mắm pha lẫn với một chút hành phi, mà có lẽ là chỉ ở Bến Tre người ta mới cho hành phi vào lẩu mắm nhiều như vậy. Nước cốt lẩu ở quán Trúc Giang rất là đậm, họ xài mắm cá linh với chất ngọt được chiết xuất từ cả xương và thịt. Để cho các bạn dễ hình dung thì một nồi lẩu như vậy có độ đậm mắm gấp đôi so với các quán ăn thường thấy ở Sài Gòn. Nó mặn ra mặn, ngọt ra ngọt chứ không phải kiểu lờ lợ, ít mắm, ít xương. Thử một lần là nhớ, là ghiền. Với mình lẩu mắm làm mắm phải ngon, các nguyên liệu khác như là tôm thẻ, cá hú, cá kèo, bạch tuộc chỉ cần tươi là được. Hồi mình còn con nít, khẩu vị chưa phát triển thì chỉ biết lựa thịt cá mà ăn. Sau này trải sự đời rồi mới hiểu được cái ngọt của cà tím hay cái đắng của rau đắng khổ qua. Khi kết hợp với cái vị mắm và mùi tôm cá, nó mới tuyệt vời làm sao. Bốn giờ chiều, sau một giấc ngủ trưa, tụi mình chạy ra đường Hùng Vương, khúc ngã Ba Sông để hóng mát. Ở cuối con đường này sẽ có một công viên có tên là Mỹ Hóa. Đứng ở đây mình có thể nhìn ra được một khoảng sông rộng bao la. Đây là nơi giao nhau giữa hai con sông Bến Tre và Hàm Luông, có chung một thượng nguồn là dòng Mekong hùng vĩ. Nhưng riêng tại khúc sông này thì dòng chảy nó sẽ chậm lại và tạo cho mình một cảm giác rất là yên bình. Gần đó là một tiệm ăn vặt địa phương của biết bao thế hệ học trò nơi đây. Trên Google thì ghi là quán Bà Bèo, nhưng thực tế thì quán họ không có để tên các bạn. Tới đây thì mình có thể ăn cá viên chiên, gỏi cuốn, gỏi đu đủ, bông lan nước cốt dừa và một số món ăn vặt phổ biến. Bình thường thì mình sẽ gọi những món ngon nhất của quán như bánh flan, bông lan nước cốt dừa, bánh bèo và gỏi đu đủ. Nhưng xui là đi trễ nên bó bông lan đã hết. Còn bánh bèo thì cô đã nghỉ bán luôn rồi, khá buồn nhưng không sao. Vẫn còn bánh flan, cá viên chiên hay là gỏi cuốn ăn cũng rất ổn áp. Đặc biệt là bánh flan, quán làm khá béo và thơm trứng, được ăn theo kiểu hồi xưa chỉ với cà phê giảo. Nên bên cạnh cái ngon, nó còn là một điều gì đó thân quen, khó tả. Nếu có dịp tới đây thì bạn nên đi trước 4 giờ nha, để thử thêm món bánh bông lan nước cốt dừa nữa là hoàn hảo. Buổi sáng ở Bến Tre cũng như nhiều vùng quê khác rất là trong lành và có một chút se lạnh vào thời điểm cuối năm. Mình được cha vợ dẫn đi ăn sáng ở một tiệm phở tên là Hùng Cường, có địa chỉ tại số 25B5, đường Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Giá thành một tô phở ở đây cũng không mắc, chỉ từ 35 cho tới 55 ngàn một tô. Đây là lần đầu tiên mình ăn ở tiệm phở này, khá sạch sẽ và nồi nước lèo sẽ được nấu bằng lò than. Bên trên quầy bếp thì các tô phở sẽ được luân phiên chuẩn bị theo yêu cầu của thực khách. Các bạn có thể gọi phở tái nạm, phở sườn bò, đặc biệt hay là thập cẩm tùy thích. Cứ 2 vá nước lèo thì chị này sẽ cho thêm một muỗng canh nước béo từ tóp mỡ và hành phi. Bữa sáng hôm nay mình sẽ bắt đầu với một tô phở thập cẩm, ăn kèm với giá và rau thơm. Ở miền Tây nói chung và Bến Tre nói riêng, phở thường sẽ được ăn với hủ tiếu dai thay vì bánh phở như ở Sài Gòn và Hà Nội. Như vợ mình thì ăn hủ tiếu dai, còn mình thì ăn với bánh phở, quán đều có bán. Đi kèm với đó là một chén thịt thêm, có gân, nạm và bò viên. Nước lèo nói chung thì nó sẽ ngọt ngào theo kiểu miền Tây. Cái này là khẩu vị vùng miền, mình không thể khen và cũng không thể chê. Nhưng chất lượng của các loại thịt, gân và nạm thì rất mềm và đậm vị thịt bò tươi. Kêu thêm một chén hột gà ta, ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm, húp vào. Có thể nói là hết sảy một buổi sáng. Món ăn thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới mọi người là cơm tấm xá xíu gà quay ở đường Tản Kế. Cơm tấm cũng là một món ăn sáng phổ biến, dễ tìm ở Bến Tre, nhưng mình thì mình thường ăn ở chỗ này. Họ có bán sườn quay nữa, nhưng chưa bao giờ mình ăn được vì cái tật ngủ nướng nên chỉ ăn được xá xíu thôi ha. Dĩa cơm tấm chị này đang làm cho mình có giá là 40 ngàn, bao gồm cơm tấm, xá xíu, chả chiên, bì và trứng ốp la. Ăn kèm với dưa leo bầu sợi, mỡ hành và đồ chua. Dù là ăn sáng nhưng cơm tấm ở đây họ vẫn cho thêm một chén canh súp. Còn cơm thêm thì 10 ngàn. Không chỉ có cơm mà còn cho thêm thịt, một sự hào phóng rất ư là miền Tây. Và còn một thứ cũng đặc trưng miền Tây nữa, đó chính là nước mắm kẹo, mặn trước ngọt sau. Đối với cơm tấm thì nước mắm rất là quan trọng các bạn. Mặn quá thì nó át đi cái chất ngọt của gạo, còn ngọt quá thì nó lại làm mình khó có thể cảm nhận được mùi hương. Và một đĩa cơm tấm ngon đối với mình là tấm phải ngon, hạt gạo phải vừa tơi vừa mềm mà vẫn giữ được hơi ấm khi cho vào miệng, để cái hương thơm từ nước mắm và mỡ hành nó bốc lên phần cánh mũi, sau đó mới cắn một miếng xá xíu mặn mặn với dưa leo bào, phải nói là ngất ngây. Còn chả trứng thì chỉ là topping phụ, ăn cho nó đa dạng, đủ đầy chứ cũng không quan trọng bằng chất gạo, mỡ hành và nước mắm. Địa điểm cuối cùng trước khi về lại Sài Gòn, mình ghé An Cafe nằm ở gần khu chợ Lạc Hồng mới. An là tiệm cà phê mà mình thích nhất ở khu vực trung tâm. Không chỉ vì lối kiến trúc đẹp mà An còn có chất lượng thức uống ngon, đặc biệt là trà trái cây. Chưa kể là mỗi lần tới đây, mình hoàn toàn có thể lựa chọn những không gian ngồi uống cà phê khác nhau từ trong nhà ra tới ngoài trời. Ngày thường thì họ sẽ không trang trí nhiều đâu, nhưng vào những dịp lễ như Noel hay Tết Ta, An sẽ có những concept và phối cảnh để cho khách chụp hình và lưu lại những kỷ niệm đẹp khi bạn ghé thăm thành phố Bến Tre. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mình khó có thể truyền tải được hết tất cả những món ăn ngon tại đây. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy bấm like và comment cho mình biết để mình làm thêm nhiều video tương tự. Thân chào và hẹn gặp lại!